Hello các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái chai tẩy giày này. Cái này dùng để lau sạch cái phần đế giày này. Đó, lau sạch phần đế giày này hoặc là mấy các bạn có thể mua về để sử dụng lau túi xách hoặc là lau những cái đồ da nào cần thiết nha. Cái chai nó như thế này, đặc biệt phía trên này nó có đầu chải nha các bạn, đầu chải. Khi các bạn sử dụng thì các bạn chỉ cần mở cái nắp này ra và lấy cái chai này nè, chè trực tiếp lên cái đôi giày, cái chỗ nào mà dơ á, các bạn chè sạch lên, chè thật là sạch. Cái này nó có cái mút lau nữa nè, nó sẽ không có bị dơ. Nếu các bạn, cái đôi giày mình nó rất là nhiều bụi bẩn á, các bạn kèm theo một cái khăn lau hoặc là một cái gọi là khăn giấy á các bạn, để các bạn lau cho nó sạch giày nha. Đó, cái chai nó như thế này các bạn xài rất là lâu hết. Ở phía trong là nước dạng lỏng nha các bạn, nó sẽ làm sạch, rất là sạch cái những cái đôi giày dơ, đặc biệt là mấy cái túi xách hoặc là mấy cái áo da hoặc là mấy cái đồ gì đó các bạn cần thiết để sử dụng nha. Mình đã giới thiệu xong cái sản phẩm tẩy giày này rồi. Chúc các bạn luôn có một ngày mới vui vẻ nha.